Thường dính cá gì? Cua hồng. Bây giờ không dính luôn hả? Mới được câu rồi. Để dính con rồi em đi về coi. Dạ. Câu bằng mồi gì? Nó sau lưng rồi. Ô, đặc biệt gì? Người sao gắn dính trời? Số 2 gì? Ủa, anh, mồi đây gọi là mồi gì vậy? Mồi cái giọt đó. Ủa này mua ngoài chợ hả? Mua chỗ bán con. À vậy hả? Đâu coi dính con ha. Giống như đất sét vậy trời. Mà hôm kia con dính sao bốn năm con. Nó ngô bự mà. Wow. Wow. Quá bự luôn. Này gọi là câu cá chép. Đúng đó. Cá điêu hồng hả? Cá gô phi. Cá này cá gô phi mà. Gô phi. Ủa, trời trời trời. Cá này cá nuôi mà. Quá bự. Mà không được rồi. Kiếm cái điêu hồng mà. Ngồi đi, ngồi đi. Có giỏng rồi. Có giỏng đó, ngồi giỏng đi. Này chơi một câu này mới ghê chứ. Một câu kia là chuyện thường. Đâu khổ. Đâu khổ. Ủa anh, bây giờ mấy cây câu này nè, giờ mình đi kiếm kiếm chỗ nào ta? Ở sau nhà đó. Nhà mình có không? Có. Ủa nhà anh có hả? Không, có mà mình chặt người ta dính rồi nè. Ờ. Trời ơi, trời ơi. Rồi, tiêu rồi. Chút nó dính rồi. Nó bỏ câu làm khôn kìa. Đâu? Nó sau lưng đó. Ô, ô, ô. Câu làm khôn luôn. Câu làm khô luôn nè các bạn. Hết mồi. Này qua đây, qua đây còn thử nha. Đây câu này lấy liền. Ừ. Để chú nước rồi. Có chừng nó quen đấy chứ. Ờ, lại.
đó, đó. Dạ chút nữa con đi kiếm cái cây này nè. Còn cá hả? Ủa sao thì nó nhóc cá. Dạ. Cái rồi con nào đáng chừng để cành câu này nữa. Gãy cành câu. Rồi dính. Chà bá luôn. Cho coi miếng rồi, cho coi miếng rồi. Nó không lấy nét được luôn. Trời. Cá mặt buồn hiu luôn cá này trời. Hả? Còn nhiều không? Bên mình còn nhiều không? Đây hả? Ừ. Nhóc hết trơn trời. Có ai cho ăn mồi không? Không. Mỹ hết trời. Cái này câu biết nhiêu cá trời. Để ơi. Quái chứ. Đi không dính cái điều hồng á. Hên xui, mà không dính cái chê, dính cái điều hồng luôn. Dính nữa. Này chắc. Ồ. Rồi nó ghẻ chắc hết rồi đó. Nhìn lưu ý cái đấy, nó ghê. Ủa, mình cưng cũng ghê, thấy không? Ờ. Qua, qua thử, thấy không? Hả? Đó, 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 đó. Ờ, đúng rồi, đúng rồi. Qua đó thử rồi. Ừ, đi, 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 đi. Kìa, nó gan đóng luôn kìa. Một phát, một đóng luôn. Nhìn biết. Nó ghẻ ghê luôn á. Con này phải đi qua đường kinh đồng giống á. Kinh đồng giống bữa hôm câu cá. Ồ, đồng giống trên đây á hả? Ừ, đặt bên là chạy qua cầu xin á đó. Là cá nhiều nhiều giờ anh? Cá lên sông đổ xuống á. À, cá gô phải không? Ồ, bển nó đang làm gì ta? Kìa. À ba cái. Nó bắt tải. À ba cái. Trời ơi, trời nhìn nó gần quá trời, mình tưởng nó cái gì. Rồi nó ghẻ rồi. Sau đi, sau đi, sau đi, bỏ sau xuống. Gớt mất tiêu luôn rồi. Là gì đây? Cái này làm khô thì có làm gì nữa không trời? À. Khô. Khô thôi hả? Ừ. Làm bao nhiêu lắm? À... kiếm con cá điêu hồng đó mình đi về. Nhìn thấy con cá điêu hồng mình đi về. Trời ơi trời. Goofy không? Chơi goofy không.
con nữa không thấy rồi em biết rồi. Con biết như vậy đấy, vợ trời rồi hả, con trời rồi dính con đi rồi.